Thuốc điều trị bệnh do ký sinh trùng. Một, phân tích được tính chất lý hóa của nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng để ứng dụng trong kiểm nghiệm các thuốc trong chương. 2. Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tài liệu, giải quyết vấn đề và tự tổng hợp kiến thức. Thuốc điều trị bệnh run sán: Albendazole, Mebendazole, Pyrantel-Pamoate. Run sán ký sinh thuộc động vật đa bào. Bệnh run sán ở người rất phổ biến trên thế giới. Trên 2 tỷ người là vật chủ của các loại run sán khác nhau, và số lượng này ngày càng tăng do di dân, du lịch, tăng diện tích đất canh tác, phát triển ốc sên dưới nước. Vì vậy, thuốc dùng để điều trị run sán là vô cùng quan trọng. Công thức hóa học của Albendazole. Lý tính: bột kết tinh trắng hoặc hơi, vàng, thực tế không tan trong nước, dễ tan trong axit formic khan, ít tan trong dichlorometan, thực tế không tan trong ethanol. Hóa tính của Albendazole là tính bazơ, hóa tính của nhóm chức este, nhóm chức amide, hóa tính của nhân thơm. Cho chế phẩm: vào nước, lắc, không tan, thêm axit hydrochloric loãng, lắc, tan hoàn toàn. Dung dịch này tạo mối kết tủa với một số axit như axit silicovolframic. Định lượng Albendazole bằng phương pháp đo axit trong môi trường khan. Dung môi là hỗn hợp axit acetic và axit formic khan. Chỉ thị đo điện thế: trong phép định lượng này, một phân tử Albendazole phản ứng với một phân tử axit perchloric. Đun sôi chế phẩm với dung dịch natri hydroxit loãng, axit hóa dung dịch giải phóng khí carbonic làm đục nước vôi trong. Định tính và định lượng Albendazole bằng phương pháp đo quang phổ hấp thụ vùng tử ngoại. Đun sôi chế phẩm với dung dịch kiềm giải phóng nhóm amin thơm, có thể định tính và định lượng Albendazole dựa vào nhóm amin thơm này. Công dụng: điều trị run đũa, run kim, run móc, run tóc, bệnh nang sán, bệnh run lươn, bệnh sán lợn, sán bò. Dạng bào chế: viên nén 200-400mg, hỗn dịch uống 100mg trên 5ml. Mebendazole. Lý tính: bột trắng hoặc hơi vàng, thực tế không tan trong nước, ethanol, ete và dichlorometan. Hóa tính của mebendazole tương tự albendazole, song mebendazole còn có hóa tính của nhóm benzoxin. Mebendazole không tan trong nước, nhưng tan được trong các dung dịch hydroxit kim loại kiềm và axit hydrochloric loãng. Định lượng mebendazole bằng phương pháp đo axit trong môi trường khan. Dung môi là hỗn hợp axit formic và axit acetic. Chỉ thị đo điện thế: đun sôi chế phẩm với dung dịch natri hydroxit loãng, trung hòa dung dịch, thêm dung dịch sắt, ba, chlorid, tạo tủa màu hồng thịt, khác với albendazole. Định tính và định lượng mebendazole bằng phương pháp đo quang phổ hấp thụ vùng tử ngoại. Công dụng: điều trị run đũa, run móc, run tóc, run kim, bệnh nang sán. Dạng bào chế: viên nhai 100mg. Pyrantel-Pamoate. Tính chất: bột màu vàng, không mùi, không vị, phân hủy dần khi tiếp xúc với ánh sáng. Pyrantel-Pamoate không tan trong nước, khó tan trong ethanol, không hút ẩm, khá vững bền với nhiệt độ, chảy ở khoảng 247 đến 261 độ C với sự phân hủy. Công dụng: chỉ định dùng để điều trị run đũa, run kim và run móc. Dạng bào chế: hỗn dịch uống 250mg pyrantel-bazơ trên 5ml. Viên nén 62,5mg và 125mg pyrantel-bazơ. Thuốc điều trị sốt rét có thể phân loại theo tác dụng của chúng trên các thể ký sinh trùng. Thuốc diệt thể phân liệt trong máu, thuốc này diệt thể vô tính trong hồng cầu, nên ngăn chặn được cơn sốt rét. Thuốc tác dụng nhanh trong nhóm này là chlorzoquine, mefloquine, quinine, artemisinin và dẫn chất. Các thuốc có tác dụng chậm là pyrimethamine, các sulfonamide, các sunfon. Thuốc diệt thể giao tử trong máu và thoa trùng, nhóm thuốc này có tác dụng ngăn ngừa sự lan truyền của ký sinh trùng sốt rét sang mũi, pyrimaquine, chlorzoquine, quinine. Thuốc diệt thoa trùng có tác dụng ngăn cản việc tạo thành trứng và thoa trùng ở mũi, đó là pyrimaquine và chloroguanid. Thuốc diệt thể phân liệt ở gan, thể ngoài hồng cầu,
Các thuốc này có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của bệnh. Do Plasmodium vivax và Plasmodium malariae khi kết hợp với các thuốc diệt thể phân liệt trong máu, có thể điều trị khỏi hoàn toàn bệnh sốt rét. Do hai loại ký sinh trùng này gây ra, đó là Pyrimaquine và Pyrimethamine. Thuốc diệt thể tiền hồng cầu, các thuốc này ngăn cản sự xâm nhập vào hồng cầu, nên ngăn chặn được sự lan truyền tiếp theo của ký sinh trùng sốt rét vào mũi, và ngăn chặn được cơn sốt, đó là Pyrimethamine. Pyrimaquine cũng có tác dụng này, song độc nên không dùng với mục đích này. Để phòng bệnh, thường uống thuốc trước khi vào vùng có dịch sốt rét từ 1 đến 2 tuần. Khi ở trong vùng có dịch, phải uống thuốc hàng tuần, và khi ra khỏi vùng đó phải tiếp tục uống thêm 4 tuần nữa. Chloroquine. Lý tính. Bột kết tinh trắng hoặc hơi vàng, không mùi, vị đắng, rất khó tan trong nước, tan trong các axit loãng, chloroform, ete. Hóa tính của chloroquine là hóa tính của nhân quinoline và của nhóm diethylamino, nghĩa là có tính bazơ và hấp thụ mạnh bức xạ tử ngoại, ứng dụng các hóa tính đó để định tính, định lượng và dùng trong pha chế. Chế phẩm dược dụng của chloroquine là dạng muối như chloroquine phosphat, chloroquine sunfat và chloroquine hydrochloric. Các muối này vững bền hơn và dễ tan trong nước hơn chloroquine bazơ. Dung dịch chloroquine trong nước tạo tủa với một số thuốc thử chung của alkaloid như tạo tủa màu vàng với axit picric, tủa màu trắng với axit silicovolframic. Định lượng chloroquine bằng phương pháp đo axit trong môi trường khan, dung môi axit acetic, chỉ thị đo thế hoặc tím tinh thể, hấp thụ từ ngoại. Để phân biệt các muối, dùng phản ứng đặc trưng cho các anion. Đối với dạng muối phốt phát, dùng thuốc thử amoni, molybdate cho tủa màu vàng. Đối với dạng muối sunfat, dùng thuốc thử bari chlorid cho tủa màu trắng. Dạng muối hydrochloric, dùng thuốc thử bạc nitrat, tạo tủa trắng xám, tủa tan trong ammoniac. Công dụng. Chloroquine có tác dụng diệt thể phân liệt trong máu của Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax và thể giao tử của Plasmodium vivax. Vì vậy chloroquine được dùng để cắt chu kỳ cơn sốt, chỉ định dùng để phòng và điều trị sốt rét do Plasmodium vivax, Plasmodium alveo, Plasmodium malariae và những chủng Plasmodium falciparum nhạy cảm với chloroquine. Ngoài ra, chloroquine còn được dùng để điều trị áp xe gan do amip, viêm khớp tuổi thanh thiếu niên, viêm thấp khớp, lupus ban đỏ. Dạng bào chế, viên nén 150-300mg, thuốc tiêm 40mg trên ml. Chú ý, dùng lâu có thể gây điếc và tổn